chị nói mày ra ngoài mình nghe thôi. Không ạ, chị xuống chị khuyên nó rồi mà nó cứ bảo là chị cứ kệ em. Bây giờ anh quầy em về em ngại với anh quầy này chở. Bây giờ cứ nói chuyện nên em gần đâu biết đâu em thông cảm em hiểu nó nói sao. Em hiểu mà em cứ để ý đến đâu, nhưng mà Hoài tự suy nghĩ nhiều nên là đến thành ra như thế. Thì em có để ý gì đến chuyện đấy đâu. Em bảo thôi giờ đến nhất rồi, lên trên này có chị Sen của em, xong là chăm cho giờ bầu bì ở nhà một mình, một thân một mình làm sao mà được. Chị cũng bảo thế, không thì mày cứ để đấy chị xuống chị nói chuyện qua này xem. Sen ơi. Đâu vậy? Chả hiểu Hoài nghĩ kiểu gì nữa chứ. Hai đứa bây giờ thì bàn bạc đi chứ. Bây giờ chị bảo là để chị nói hôm nọ xuống chị nói chuyện nó rồi. Nó bảo là chị cứ để đấy bàn để... Bàn bạc rồi, bọn em... Nói em xuống từ hôm qua ấy. Xong là Hoài lúc đấy nói chung là khóc lóc xong là bỏ đi. Nay gọi em xuống nói chuyện cẩn thận. Lại còn thế nữa. Con này càng ngày càng vớ vẩn. Bây giờ bầu bì như thế là chị bảo rồi. Nói hai đứa nói chuyện từ lâu rồi. Bảo là người ấy nói đi nhưng mà nó có nghe đâu. Cái lúc mà Hoài bỏ về đây thì chị lúc đấy chị nói luôn với em đi thì ấy không. Thì chị muốn nó bảo nó có để đấy tận mồm em nói với anh coi trên giấy nói. Giờ thì cũng biết hết rồi. Chị cũng muốn nhưng mà hai Hoài, người đâu. Nhưng mà Hoài cố chấp lắm chị xem. Em bây giờ chị bảo em làm sao? Giờ em cái chuyện Hoài bầu bì thì bị cân hoa lừa thì cái đấy là không mong muốn thì em cũng hiểu rồi. Em bảo để em làm bố đứa bé xong là lên trên này. Hai đứa cùng cố gắng xong là mình nữa đẻ ra nuôi con nhau. Hoài không nghe. Vậy là bây giờ em ý là bây giờ em cũng chấp nhận với Hoài như vậy chứ gì? Thì cái đấy là Hoài bị lừa chứ không phải bị lừa thì đâu. Chị bảo thế bây giờ là cái đấy là là do... Chứ phải bản chất Hoài vậy đâu mà. Chị bảo bây giờ ai mà chờ nó sai lầm rồi sai rồi. Bây giờ ai mà chờ có cái sai lầm bây giờ mà thông cảm mà hiểu được cho nhau thì tốt. Nhưng mà... Đấy là do Hoài thương cô xong là bị chúng nó lừa. Cái đấy em rõ mà. Nên là em bảo không bao giờ em để ý đến chuyện đấy. Nhưng mà Hoài cứ bảo là gia đình nhà em xong là còn người nọ người kia nữa. Nên là bảo là nuôi qua một mình. Giờ chị làm sao chị nói Hoài hộ em. Em nói à, Hoài giờ không nghe ấy. Nó ương nó bướng nó lì lắm. Chị ở trên này chị khuyên rồi, chị nói rồi, chị bảo bây giờ bầu bì ở trên này chị chăm cho, không thì nói chuyện với anh Quài đi xem hai đứa giải quyết thế nào. Chị bảo bây giờ anh Quài cũng có vợ cũng có con rồi, bây giờ em sao mà em làm như vậy được. Không biết làm sao như vậy. Cái chuyện cái trai thì em bảo là chỉ vì trách nhiệm với đứa bé thôi, chứ em có tình cảm gì với nó đâu. Thì chị bảo thế, chị bảo bây giờ nếu mà em không ưa con trai nha, em không ưa thì em cũng thế cả. Bảo là anh Quài nó bảo thì không thể đẻ con, nhưng là em nuôi con con trai của hai đứa lấy nhau rồi thì nuôi con của anh Quài được, không phải quan tâm. Bây giờ cái con kia đâu, nó thù lù đi về nó bảo vậy chứ. Bây giờ con Hoài nó có muốn vậy đâu. Em xem em xuống em nói, nhưng con Hoài nó không nghe gì. Không nghe gì, chỉ chị nói mày ra ngoài mình nghe thôi. Không ạ, chị xuống chị khuyên nó rồi mà nó cứ bảo là chị cứ kệ em. Bây giờ anh Quầy em về em ngại với anh Quầy này chở. Bây giờ cứ nói chuyện nên em gần đâu biết đâu em thông cảm em hiểu nó nói sao. Em hiểu mà em cứ để ý đến đâu, nhưng mà Hoài tự suy nghĩ nhiều nên là đến thành ra như thế. Thì em có để ý gì đến chuyện đấy đâu. Em bảo thôi giờ đến nhất rồi, lên trên này có chị Sen của em, xong là chăm cho giờ bầu bì ở nhà một mình, một thân một mình làm sao mà được. Chị cũng bảo thế, không thì mày cứ để đấy chị xuống chị nói chuyện qua này xem. Chị chắc không chị, nghe đâu. Chỉ có chị nói bắt đầu chắc Hoài phải nghe thôi. Bây giờ chỉ có chị xuống chị bảo xin là hôm nọ chị đã xuống chị nói nó cũng kiểu nó cũng mềm lòng, nó cũng ấy gì đấy. Hôm qua em xuống nói này, xong là gặp cả bà côi. Em cũng nhờ bà cô sang nói, bà nói rồi. Ừ, bảo bà khuyên bảo bà ấy, bảo em bảo rồi, em cũng nhờ rồi. Nhưng mà Hoài cứ nghe đâu, em chưa hiểu làm sao. Bảo bà nói giúp cho cháu với, bây giờ cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Bây giờ đầy người ta có con, có ấy với người khác, người ta vẫn cưới nhau bình thường. Nó cứ phải mặc cảm làm gì, bây giờ thân con gái một mình. Em thì em bảo để ra em coi nó như là con của em thì cứ Hoài cứ coi như là con của em đi, em có suy nghĩ cái gì đâu mà. Vậy thì bây giờ mình đẻ ra mình có không nhắc đến thì làm gì đứa cho con nó biết. Bây giờ hai đứa cứ thông cảm và hiểu được cho nhau vậy là tốt. Để mà cái để đấy, chị xuống chị nói chuyện cho. Chị xem một con này nữa. Em lên đây là em chủ yếu em để nhờ chị xuống chị nói hộ em ấy chứ. Ương hôm qua thì
dậy đành đành xong là bỏ đi. Có khi mày xuống nó đuổi mày về cái gì? Nay thì không đuổi, nay thì nói chuyện bình thường rồi. Nhưng mà nghe kiểu cương quyết ương lắm. Em đã thân một mình bây giờ mày hiểu thông cảm cứ nói rồi. Mà cứ ương bướng vậy chứ cái con này nó lì lắm. Không, ở gần đó chị biết rồi. Nhưng mà em cũng hiểu Hoài, Hoài chắc là lo cho em. Hoài sợ em mang tiếng mang tai kiểu liên lụy, Hoài liên lụy đến nhà mình. Thì bây giờ nó nghĩ là nó bảo chị là bây giờ con không phải của anh Còi mà bây giờ em bảo anh Còi nuôi với nhận thì nó không lấy lòng nào cả. Bây giờ em còn bố còn mẹ với lại ông bà với lại anh em nhà em nữa. Làm sao mà thông cảm hiểu được cho nó được, em thì vậy chứ người nhà làm sao mà được. Người nhà quan trọng em với Hoài chứ người nhà chỉ là một phần, em ở với Hoài cả đời cơ mà có phải ấy đâu. Hoài yêu em cơ mà. Hai đứa em yêu nhau chị biết rồi. Thì chị biết là hai đứa mà yêu nhau bây giờ hai đứa yêu nhau nên là bao nhiêu chuyện mày bỏ qua. Bây giờ thấy chứ mày yêu nhau cản trở bao nhiêu chuyện này. Không là bây giờ con Trang thằng bây giờ lại không biết làm sao xảy ra bao nhiêu chuyện vậy. Nó đến dồn dập mình không kịp ấy luôn đi. Không, mày về đi để chị xuống cho nói chuyện với nó cho. Con này nó lông bướng bây giờ xuống tận em xuống tận nhà em tìm rồi. Chị bảo là bao nhiêu lần chị bảo là mở mồm nói với anh Còi đi nó có nghe đâu. Lại cần bay cho ra bảo cần có người nọ người kia. Từ đầu cũng bảo là có người khác. Từ đầu em không tin đâu nhưng mà nhờ cả cái chị Hồng ấy, chị biết không? Ở dưới nhà. Có, con ở trong làng gì? Vâng, nhờ cả chị đấy nói với em là bảo có người khác rồi nên là em mới tin. Cần vớ vẩn vậy, cần lừa rồi. Chị mà không nói thì không biết bao giờ, em chắc là giấu em đến lúc đẻ thì thôi. Thì chị nghĩ là hai đứa mày con Hoài nói từ hôm nọ rồi nên chị không muốn nói cho em biết. Bây giờ à, không phải nó có nói gì đâu. Em xuống bao nhiêu lần em ở nhà em xuống đấy em nói chuyện nhưng mà cũng đuổi em về bằng được. Mà bây giờ nó yêu ai? Bây giờ nó chẳng yêu em thôi, còn yêu ai? Bây giờ bầu bì như thế còn yêu ai? Em với Hoài yêu nhau hai đứa. Hai đứa yêu nhau chứ Hoài không có ý gì với ai cả. Chỉ nói như thế để em bỏ về thôi. Ừ, thế thì nó nói như thế để lừa em, để là bảo nó có người khác rồi, để em từ bỏ nó, để bỏ nó để các thứ. Bây giờ yêu đương cái gì? Bây giờ bầu bì chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Ở trên đây chị chăm cho có nghe đâu. Hoài nghĩ đơn giản lắm. Nghĩ nuôi con một mình chị bảo. Nuôi con mình làm sao mà nuôi được. Giờ tiền bây giờ có thân một thân một mình tiền năm bây giờ nó còn nghĩ còn đang thông vậy nha. Em bảo nhá, bây giờ nuôi con nha, bầu này không là bây giờ lúc đẻ này, lúc đẻ chăm đấy, đẻ xong là con cái nó nhỏ, ai trong ngày đêm ai thức. Chị đây bao con đứa thì không có anh cái Hải thì sao chị mới được. Có cả chị anh Hải còn đang vất vả ấy. Em bảo giờ nuôi một đứa con nó vất vả lắm, có phải là đơn giản đâu. Xong sau này nó lớn lên thì mình cần nhà nó cứ đi làm có tiền nuôi nó chứ. Bây giờ em bảo ở nhà hàng qua 2-3 năm gì làm được cái gì. Chị ở ngoài, ở ngoài từ bé ngoài. Em thì cũng phải nghe lời chị lắm. Chị xuống, chỉ có chị xuống nói thì Hoài nghe thôi. Được, để chị xuống chị nói cho. Để xem con này nó ương bướng đến bao giờ nữa. Bây giờ như thế là không mềm lòng cái lúc nào nữa. Nghĩa là để bụng nó ướn nó to lên thôi. Để làng xóm người ta biết thằng người ta lại nói cho thằng này ấy à. Lì lắm. Nên em có xuống con nó đuổi về cái gì? Em hôm qua thì đang... Hôm qua em xuống nhà. Xong là sang không tìm không thấy là thấy đang ở bên bà cô ấy. Đang bên nhà bà cô ấy, xong là em sai, xong là ở đấy em bảo không phải giấu nữa, chị sẽ nói hết rồi. Xong là sau không là bỏ đi. Em xuống em, chị thì ít khi chị xuống. Bây giờ cháu nó lớn, bây giờ hai đứa nó đi học, chị ở nhà trông hai đứa với hàng quán, chị không xuống bà được nhiều. Bây giờ em cái xuống nhờ bà ấy, nhờ bà cô ấy bảo... Không, em nhờ rồi. Bà ấy làm xong sao nói chuyện với Hoài cháu với. Em nhờ rồi, bà hình nói rồi nhưng mà chưa nghe. Chỉ có chị thôi, chỉ có chị xuống nói được. Chị mà nói mà không nghe thì cứ chửi cho rồi. Bây giờ ương bướng như vậy, bây giờ người có người có quan tâm hiểu như mình như vậy. Mày cứ để đấy chị giải quyết cho. Không, chị đừng chửi Hoài. Hoài chắc chị bây giờ chửi nói chị, bây chị không nói nặng chính nhưng mà Hoài hiểu mà. Chị nói sao mà cho nó thông để cho nó suy nghĩ. Bây giờ kiểu gì cũng phải nghĩ lại. Bây giờ hai đứa em yêu nó thế, hai đứa yêu nhau. Nó còn yêu em mà không phải là không yêu hai đâu. Hai đứa em yêu nhau. Bây giờ nó còn đang bầu vì nó suy nghĩ vớ vẩn nó vậy thôi. Mày cứ để đấy chị nói chuyện nó cho. Thế bây giờ thân con gái của mình chị xuống đấy chị ở lo nó con gái của mình đêm hôm bầu vì chị sợ làm sao lắm. Lúc nào chị rảnh luôn chị sắp đi càng xuống càng sớm mà tốt xong là chị kêu Hoài nhé. Ừ, rồi em cứ về đi không chị xuống chị nói chuyện sau cho. Chứ bây giờ mà nói luôn là nó không thông đâu. Chị lúc nào chị thu xếp chị xuống sớm nhưng càng sớm càng tốt. Ừ, cây đi không mà chị xuống chị nói chuyện cho.